Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin hôm nay. Rất vui vì có thể đem đến cho quý vị thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi phần tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Dù đã ly hôn 9 năm nhưng Tạ Đình Phong khẳng định nếu trở lại vẫn lấy Trương Bá Chi. Đối với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chiếm một vị trí khá đặc biệt trong lòng anh dù cả hai không còn là vợ chồng. Đến giờ, câu chuyện tình cảm của Tạ Đình Phong và hai người phụ nữ là Vương Phi và Trương Bá Chi vẫn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mối tình tay ba này luôn được các báo khai thác, nhất là khi Tạ Đình Phong liên tục vướng tin đồn liên quan đến hai người phụ nữ. Mối tình tay ba này luôn được các báo khai thác, nhất là khi Tạ Đình Phong liên tục vướng tới tin đồn liên quan đến hai người phụ nữ nổi tiếng. Theo đó, dù Phong Chi đã ly hôn 10 năm nay, nhưng nhiều fan của cặp đôi vẫn hy vọng họ có thể trở về bên nhau trong một ngày nào đó. Thậm chí có nhiều bằng chứng khẳng định rằng Tạ Đình Phong có thể nói nữ diễn viên Sư Tử Hà Đông chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của chồng cũ. Mới đây, trang QQ vừa đăng tải thông tin cho biết Tạ Đình Phong từng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu có thể chọn lại lần nữa, anh vẫn quyết lấy Trương Bá Chi. Hơn thế, nam tài tử này cũng thừa nhận anh chưa từng hối hận vì cuộc hôn nhân này. Từng có thông tin cho rằng sở dĩ Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi là vì muốn quên đi chuyện tình đau lòng với Vương Phi trước đó. Nhưng cũng có tin tức nhận định, sự thật tài tử họ Tạ rất yêu Trương Bá Chi. Thời điểm vừa dính tới bê bối ảnh nóng, Tạ Đình Phong đã ở bên cô, trở thành chỗ dựa cho cô. Ngoài ra, sau khi chính thức ly hôn vào năm 2012, Phong Chi vẫn giữ mối quan hệ khá tốt. Cả hai luôn dành cho nhau những lời ưu ái, không đấu tố nhau như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác. Vì lẽ này mà nhiều fan vẫn hy vọng rằng Phong Chi có thể tái hợp. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Tạ Đình Phong có được hỏi thăm chuyện liên quan đến vợ cũ, anh lại trả lời khá phũ phàng. Cụ thể, phóng viên dò hỏi rằng Tạ Đình Phong có xem show của Trương Bá Chi, khi nhắc đến con trai hay không thì nhận được câu trả lời vì quá bận nên không có thời gian bật TV. Nhiều người chỉ trích anh vô tâm với con trai trong khi vợ cũ luôn đề cập tới bọn trẻ ở khắp nơi.